Hello, xin chào anh em nhá. Chào anh em ngày mới này. Rồi. Bây giờ thì là chú Lợi đang bắt đầu đo đạc cái phần đây này, cái phần gì ở cái bậc đi vào này, bước vào đây. Đấy đang đo ra để chú Lợi cắt cái phần này anh em nhé. Đấy đang phải đo để mình làm hai bên, còn hai bên ra đấy thôi. Còn với lại bên trên trần thì phải đợi ra về nữa anh em ạ. Chỗ đấy không vừa chứ. Đó, làm phải đo lạc về lại mấy cái dữ liệu này này. Đấy, hôm qua thì có xử lý xong hết cái phần bên trong này rồi nhá anh em nhá. Đây này, phần lưng này thì khá là ok rồi. Đấy, cái phần này, yên ngựa này xong hết rồi. Đấy, con này xử lý cái phần dưới này này. Đấy. Đây. Đấy vừa rồi chú Lợi có đo cái phần ngoài kia nhưng mà nó chỗ đấy nó không đủ anh em ạ, nó ngắn quá. Hơi bị ngắn thế là cái này phải vất cái đoạn này đi để đo lại cái đoạn này. Ở trên này nó to hơn này. To hơn mà nó dài hơn đấy. Nó cao lên. Nếu mà có ra nội thất mình làm như thế này trong hôm nay là xong rồi chứ nhỉ, mà không có ra thế là chắc chiều nay mới có ra cơ. Chiều nay anh ấy mới gửi ra về cho bọn mình thì chắc là phải sáng mai nữa mới xong được phần ra. Đấy, bắt đầu cắt ra. Cắt thành hai tấm luôn anh em ạ. Đã này phải chiều mới về. Chiều về thì muộn mất rồi nhỉ. Chiều mới về nữa. Đấy, một tấm này nhá, một tấm này là một bên này, mình cắt thêm một tấm nữa. Cùng là cũng không được. Đây, chú Lợi đang đo kiểu gì để cho nó cắt cho nó cái phần ra nó hợp lý nhất này. Chứ mình cắt bừa ra thì đến lúc là sợ nó phí ra đấy.
Đấy, hai tắm nhanh em nhé. Đấy, bây giờ đang ướm mà nhanh nhanh em nhé. Ướm mà xong rồi chỗ phần nào mình cắt thừa đấy thì mình sẽ cắt đi trước anh em ạ. Cắt đi để lúc nó đỡ bị căng ấy. Chứ nó rộng quá nó sẽ bị căng. Da nó là đã méo là da thừa da chéo. Đấy. Nó sẽ như thế này này. Sau đó mình sẽ đắp vào đây, đó, dính vào như thế này đi. Xịn phết đấy anh em. Đấy, sửa lại đang lo bên kia không đủ kìa. Rồi chúng mình khá lạnh này làm cho tay nó cứ cứng đơ thôi. Rất là nguy hiểm luôn. Đấy, cái bắt đầu sẽ chuẩn bị tiến hành bôi keo và rán. Đây là chú Lợi đang gấp cái mép này vào nha anh em nhé. Gấp mép này. Gấp mép này vào để cho mình rính vào những chỗ giáp ranh ấy. Mình nó đã bị xấu anh em ạ. Còn vậy thì nhìn nó có cái độ liền đạc hơn đấy. Trông nó đẹp hơn. Thấy chưa? Và vậy nó cái viền này nó đã bị xấu để ngay vậy này, cái viền này cái độ cái miếng cắt này đó. Để sờm sờm trông nó rất là chứ là không được đẹp. Đấy, đây là hai tấm anh em, hai bên.
xịn chứ là. Đấy, ra cái mép này, anh em mình thấy chưa? Cái mép này nó không bị cái đường cắt đấy nữa. Ghép vào nó ok hơn. Đấy, bây giờ chú Lợi đang bắt đầu tiến hành lên keo cho cái bề mặt đằng sau của cái tấm da rồi anh em ạ. Cắt lớp 2 rồi này. Đấy, quét một lớp đầu tiên này thì nó như kiểu là không có mấy keo ấy, nó thấm hết ở bên trong. Nhiều bạn thích một sinh ngọc đấy. Đây thì quét keo đặc đặc đấy. Cái quét 2-3 lớp lên thì nó mới có cái lớp keo để dính anh em ạ. Là tốn keo luôn. Cục trước đấy, cục trước chưa cái từng một tiệu nó khô đét này, cứng đắc này, thế là thôi. Cái lọ kia. Bây giờ là chúng ta bắt đầu tiến hành quét bên trong này, cái lọ to quá này nó lên đáy rồi. À, cái này thì bọn mình sử dụng cái lọ keo bé này, nó mỏng, nó ráo hơn, nó loãng hơn đấy. Thì cắt nó đỡ, để nó to, keo to nó khô. Thiếu keo rồi đấy. Làm trần những thứ thiếu không? Đây là cái tấm cái khu vực ra vào anh em ạ. Bây giờ giãn
Cái đèn bên này thì làm sao gì? Bên này sao đấy? Đấy thì tắt nữa. Bon. Carbon cái carbon bôi còn có đủ không? Không đủ thì carbon chứ phải. Có đủ cho hai con không? Nó có đủ. Không đủ rồi đặt luôn đi. Đủ được, có một cái cục ấy đủ được. Cái kia không mất nhiều á. Hai con thì là mình có hai con chứ không đủ đặt luôn cái bộ này đi để cho mình làm xong luôn đi. Cái này mình ưu tiên dùng cho con này, con kia thì để sơn xong thì mình lắp, nhưng mà cũng đặt đi. Này thì là mình sơn xong hết rồi, mình ưu tiên cho con này đấy. Chỗ này là mình rồi sẽ cắt ra xong rồi để mình đắp thêm một miếng rá vào chỗ này. Mình gọi cái này nó căng quá không kéo ra. Đấy, cái chỗ này chặt men xong thì mình sẽ dán cái tấm này vào nhanh nhé. Đây, tấm carbon này, tấm này là tấm chống xước á, chống xước bậc ra vào. Ra vào cho xe ô tô. Đâu rồi? Ra đây. Đấy, cái này chú Lợi sẽ phải ướm cái phần da này vào này. Ừ, khi dán lên kia đó. Chứ mà nó khô mất. Ừ, đây. Cái này phải dán cái tấm da bên kia trước, quên nó tí quên. Đấy, dán này trước tí nữa quên bên này luôn anh em ạ. Mà bên kia trước thì nó sẽ bị khô quá, gheo nó bị khô quá. Thank you.
Đấy, sau một hồi đo đạc tiếp tục thì chú Lợi cái này bắt đầu bôi keo vào đây rồi nhá em nhé. Bây giờ bôi keo vào hai cái bề mặt này để mình sẽ rính vào, mình ghép vào. Tốn quá là nhiều keo luôn. Như kiểu cho ta nó cũng giãn giãn là sao? Nhận ra tưởng nó co vào chứ. Cái đội đang sấy ra đi, để nó khô đi rồi mình nhảy dính vào. Giãn ra kính đấy nhỉ. Đấy anh em ạ, bên kia thì ok rồi, bên này bắt đầu lại tiếp tục rán vào tiếp bên này. Đó, tiếp tục xử lý bên này nhé.
xử lý xong cái này chắc là sẽ xử lý cái phần trần kia anh em ơi. Vẫn còn một ít cái gì đấy ra lộ đấy. Chắc rồi anh em ạ, sau này mình sẽ dán cái phần cái chống sự carbon đấy là ngon luôn. Và đấy là xịn luôn đấy. Đây anh em nhé. Ở đây thì chú Lợi đã bắt đầu lấy cái tấm carbon này ra để dán thử anh em ạ, thử thôi. Chỉ thử xem nó có đẹp hay không thôi. Xem nó ổn hơn cái mà mới mua kia không. Bởi vì là cái mới mua kia nó khá là rầy, nó rầy quá cho nên sợ là đến lúc mà mình làm tắp ly về đấy, tắp ly tắp ra lên rồi thì sợ là đến lúc lắp vào đây nó kỵ ấy, nó không vào được. Thế là mình chú Lợi đang dán thử cái này vào để xem nó có đẹp không, ok không. Thì nếu mà ok thì mình sử dụng cái này luôn để cho nó đỡ bị rầy. Cái này cũng đẹp đấy, làm nhẵn bề mặt đi là ok. À, đây là chúng tôi tán thử xem hình thôi chứ còn không phải là tán hẳn lên nhau. Cắt ra một đoạn để tán thử. Tán cặp môn này thì mình kiểu gì mình cũng cắt được. Cái gì thế cắt thôi nhá. Mình cứ thế đấy. Đây. Ok đấy anh em ạ. Nhìn cũng gọi là ra gì đấy. Chắc là sẽ sử dụng cái này thôi nhỉ chú nhỉ. Nghe đẹp hơn đấy. Thì mình cắt cái da này vào hơi đi, đến đây một chút đi. Hả? Thì những cái đường lượn này kiểu mình không sợ này. Đường lượn cong này không sợ. Hả? Đấy, ok, mà về sau đằng dưới này mình ép dấu băng vào đây là xong. Đấy, có khả năng là bọn mình sẽ sử dụng cái phần này thôi. À, cái tấm miếng dán này để can này, đây bị kẹp này, tấm này tấm đẹp mà, khá là ổn đấy anh em ạ. Đấy. Đây này, cái tấm này thì sợ nó rầy, nó rầy quá. Rồi bắt đầu cái này sẽ cắt cái phần ra này. Và ra lộ này để mình làm cái phần đằng sau lưng kia trước nha anh em nhé. Đấy, phần trần đằng sau lưng này. Đấy, đây chú Lợi phải đo. Đây còn mỗi cái tấm này thôi thì
mình sẽ làm được đoạn nào mình làm đoạn đấy. Đó này, nhọn to đúng rồi. Chưa, về đang vẽ cho đường này để mình cắt cái ô vuông kia ra mô hình chữ nhật đấy. Đó, cái tấm này là tấm mặt sau ấy, lưng ấy nhanh lắm. Cái chấm ở chỗ kia kìa. Giãn là vàng. Giãn đây. Nhai như vậy. Giống này nha. Nhai hơn là tấm ra kia, bởi vì cái này nó như chỗ vải ấy anh em ạ. Đấy, cái tấm này là tấm trên trần đấy nha, trên trần cái mé đằng sau. Chỗ này cái chỗ đang bị lỗi rồi anh em ạ. Đấy, lỗi nó kiểu là ít keo quá ở trong ấy, thế là nó bị có móng lên không dính vào cái bề mặt đấy. Này phải cắt cái chỗ ra để mình bôi thêm keo vào anh em ạ. Xem những chỗ nào nó bị lỗi ấy, thì mình sẽ xử lý luôn.
đấy anh em ạ, vừa rồi ở đây cái chỗ này vừa rồi là chú Lợi đã xử lý xong rồi này, đó rán xong cái phần là sau lưng này rồi nhé. Đây cơ này đang đánh đấu ra để mình cắt cái chỗ đi này. Đó, lấy thước kẻ cho nó thẳng, xong rồi sau đó mình sẽ cắt đi nhá. Cắt cái chỗ ra thừa ngoài kia đi. Bên trên này thì khá là ok rồi, khá là ổn rồi này. Anh em nhìn thấy khá bọt chưa? Mình dán được thêm cái phần đằng sau kia nữa vào nữa thì nó nhìn nó khá khả ấn luôn đấy. Cái mặt dưới này, cái chỗ bờ từng tựa này. Hơi bị dai đấy. Cái ra này nó dai hơn là cái ra đen đấy anh em ạ. Ra đen đấy thì cắt phát phần đất luôn. Nó nó lắm vải. Cắt cái phần thừa đi rồi. Chưa xịn chưa, đẹp chưa, mỗi khác một bút về một sắc màu khác nhau, thế nó hai màu, một màu nhạt nhạt với một màu đậm anh ạ. Đấy theo chiều lông ấy. Đấy anh em ạ, đây là cái tấm mặt sau này, tấm bên dưới ở cái chỗ vừa mới dán xong ấy anh em nhé. Đấy, cái chỗ tấm mà có cái tấm kính nhìn đằng sau ấy, cái này chú Lợi đang cắt theo cái hình dáng của nó để mình sẽ bắt đầu là bôi keo vào và dính vào trong đấy tiếp.
Đó, nó sẽ là cái hình như thế này nhé anh nhé. Đây, cái này thì là rán ở trong đây này. Đấy, rán ở cái phần này này. Đó. Ui dồi ôi. Đây anh em ơi, cái này mình vừa mới đi mua về này. Đấy, mà mới mua ở ngoài quán không rõ đấy. Mấy quán lần trước mình mua đấy anh em ạ. Đấy, cái này là cái lót để chân này. Lần này thì bọn mình chỉ cần mỗi hai cái tấm như thế này thôi. Bởi vì là cái kia nó, cái này này, cái này nó có mỗi cái chỗ để chân này thôi. Chứ còn cái này sau kia nó có cái bệ này che mất rồi. Đấy, cái bệ đấy sau này mình sẽ sơn màu đen nó nhá. Rồi, là hai tấm xịn chưa anh em ơi. Đấy, đây này, đấy, mình sẽ đèo vào nhé. Đấy, đây là cái để chân thôi anh em ạ. Đấy, hai tấm hai bên khá là xịn. Đó, anh em thấy chưa? Rồi, còn bên trong này thì chú Lợi bây giờ đang tiếp tục mài này, đấy mài cái này đi tiếp. Mài này để cho nó không bị gồ ghề khi rán cái màu gì nó lên nó đỡ bị hấp. Đấy, mình rán cái màu, à mình rán cái phần da lộn này này thì sợ là nó sẽ bị vấp đấy, cho nên là phải mài cho nó kỹ càng đấy. Những cái chỗ nào lồi lõm ấy là mình sẽ phải mài, mà cho bằng đi để lúc mình có rán vào ấy, nó không bị lồi lõm nữa anh em ạ. Đấy. Cái này là thăm lồi, thăm mỏng. Đấy, chắc là ra cái phần ra này còn lại thì một lát nữa nó sẽ về thôi. Chắc phải tầm một tiếng hai tiếng nữa thì người ta sẽ xe về qua đây này, thế là người ta mang về cho mình anh em ạ. Đó. Còn nốt cái phần đấy nữa là ok rồi anh em ạ. Đấy, nốt cái phần đấy nữa là coi như là bên trong này là xong rồi, hết phần ra. Còn mỗi mấy cái phần ghế mới lại đắp ly ở trên Hà Nội người ta mấy anh làm cho mình thôi. Đó. Đây, cái bệ này sau này bọn mình sẽ sơn màu đen vào thì nó sẽ đồng bộ ấy. Nó sẽ đồng bộ hơn. Hiện tại để màu vàng này thì nó hơi bị trùng với cái màu của xe, cho nên là nhìn nó hơi bị kiểu lạc lạc ở bên trong nội thất. Đây này anh em ơi, bây giờ thì chú Lợi đang quét keo vào cái phần cột A này. Đấy, cái phần cột A thì mình vẫn còn cái đoạn thừa cái sáng đấy. Cái phần ra thừa cái sáng thì nó đủ cái cột A này anh em ạ. Cho nên là cái này chú Lợi đang quét vào xử lý luôn đây này. Ra vẫn đủ. Đấy, có mỗi cái phần to này này, bên trên trần này thì là không đủ thôi. Chứ còn bên dưới cột A này thì vẫn đủ anh em ạ. Đấy, đủ các anh chú đợi là quét rồi luôn. Còn nó đủ mình làm luôn đấy luôn. Để lúc mà có ra mình làm mét trên thì sao? Đó. Thì sống lắm. Anh nhìn ngủa luôn. Muốn cho cái giáp mối nó giữa cái này để không bị lộ. Kéo bé thì công nhận đéo thôi. Tốn không? Tốn rồi. Thì nó nhiều lỗ à. Từ nọ này mất khối tiền keo ấy anh em ạ. Dán mỗi mấy cái phần này thôi. 1 triệu chưa?
chưa? Bông nọ là bông nọ là 300 mấy, 340 hay 260 gì. Với lại hôm nay 130 nữa. Mất tầm 500. 500 tiền keo đó. Vậy cũng đắt phết đi nhỉ. Lắm, đóng keo phết đấy. Làm một cái xe này mất nghe bọn mình làm lấy mà nghe tiền ra thì biết luôn. Như con Pagani là mất đâu chưa tính keo, đó mất 8,5 triệu tiền ra đồ. Đấy là mình tự làm lấy mà vớ làm vớ vã vẩn nó đấy. 8,5 triệu tiền đồ. Đắt thật đấy. Đó anh em. Đây là chưa có một tí keo nào nhá. Keo hình như xe đấy, keo mất 1 triệu sao? Chưa tính tiền keo. Keo xe ấy mất nhiều hơn, bởi vì nó lắm hơn. Vậy mang lên mà làm ở trên đấy nữa thì chết tiền nha. Chết tiền, mình đi, công vận chuyển, công đội công kia ăn ở thứ. Đóng tiền luôn anh em ạ. Đúng vậy cho mình anh em. Hết sức là không cả. Không có tiền để mà đi lên trên đấy anh em. Đây là chưa tính chia tính tiền kiểu cước xe gửi đi gửi về. Đấy, tiền đấy. Tiền đấy mất đóng tiền nữa. Mà bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần nữa mà. Gửi đi gửi về mất 1 triệu phải. Khá lắm tiền anh em ạ. Nói chung là làm cái quả nội thất thì xong một cái quả nội thất là khá là nhiều tiền. Ra đến rồi anh em ơi, ra đến rồi. Oh yeah. Hắn một tụi ra to. Tụi ra to vãi. Có anh em ấy. Đây này. Bao nhiêu ra thôi mà phải gửi tới nhà Hà Nội về anh em ạ. Rất là nguy hiểm luôn. Mấy cầu kỳ. Đây giờ đi mua rau Hà Nội Quảng Ninh. Mua rau Hà Nội. Anh em ạ. Xin không? Đó. Đây nhờ. Bao nhiêu hột ra mà rất là vất vả. Đấy mới phát thiếu rồi. Chỉ thiếu một tí nữa thôi. Lần trước cũng vậy. Phát này xong rồi. Đấy phát này thì ổn rồi anh em ạ. Lần trước thì gửi 2-3 lần. Lần trước thì hết ra này đến ra kia. Ra kem xong lại đến ra đen. Lần này thì phát này xong rồi. Lần này là sau rồi anh em ạ. Vãi đầm. Đấy anh em ạ, vừa rồi thì mình với chú Lợi vừa đi vào trong kia để lấy phần ra này về này. Đấy, đây là 1 mét. 1 mét ngang thì nó được một mét 6 dài ấy. Khá là to phết đấy. Bây giờ thì thừa làm rồi. 1 mét ngang là 1 mét 6 dài. Bây giờ thừa làm rồi nhỉ. Cái này còn mỗi phần trần đấy thôi. Đó. Đây vừa rồi thì đang định rán cái này vào cái phần cột A ấy, nhưng mà lại phải đi lấy cái này, lại phải lấy ra rồi, thế là lại bỏ lại. Cái này không biết, chắc là cái này nó khô đét rồi. Khô rồi, chắc phải sớt qua lại nữa. Cái này phải quét qua lại một lượt nữa anh em ạ. Khô quá, không còn giá trị sử dụng nữa. Úi giời. Đấy. Thì keo bị khô quá rồi, bắt buộc phải quét thêm một lớp nữa vào anh ạ. Đấy, thế là có ra rồi, chắc là từ đến tối thì sẽ xong cái phần ra màu đỏ cam này thôi anh ạ. Xong đi nữa là ngon, đội một ghế này tao đi đấy là ok rồi. Đấy, anh em ơi, đây là cái tấm thứ
hai nhé, thứ hai của bên cột A. Thì cái tấm này mình vừa mới quét keo xong, mình chờ nó khô. Đấy, còn đây thì là phần cột A. Cột A thì đã xong rồi. Đấy. Anh em thiếu kiểu gì cho bị sáng, cháy sáng ấy. Cháy sáng khó gì. Đấy, đây là phần cột A nhé. Chỗ này là mình để thừa đây, để sau này mình còn làm cái nguyên cái tấm trên này này. Ôi, nguyên cái tấm này là mình sẽ phải để thừa để gấp nối vào cái thằng này. Đấy, nối vào thằng cuối cùng này. Đấy, anh em thấy cái trần đan lộn này đẹp không? Đấy, nguyên cái dạng này, nọc này xuống đến đây. Đấy, thì cái phần cột A này mình cũng vừa quất keo xong này. Cái này nó cũng ráo ráo rồi. Chờ nó khá là mình sẽ dán vào. Tấm keo kia nó khô mình sẽ dán vào đây. Dán đây là chờ một lúc là sẽ ok gọn ghẽ luôn anh em ạ. Đấy thì còn những cái chi tiết bên ngoài này, có khi là mình sẽ dính carbon bằng cái này. Mình carbon này các bạn thấy đẹp không? Đây là gọi là đề can. Thực ra mình ít khi dán bên đây lắm, nhưng mà cứ dán lại cho đẹp. Trước khi dán là mình sẽ phải đánh sạch cái keo dính này đi. Cái keo nó còn dính đi. Nhưng đây là mình cứ dán test thử và xem nó như thế nào. Nhưng mà công nhận dán vào trong nó cũng ok. Bởi vì cái tấm này nó cũng tày mà. Đây này đấy. Chứ nó không mỏng đâu. Nó tày thì nó được cái độ cứng cáp hơn. Nên mình dán vào để mình test thử nó. Cái tay mình mới hôm mà tần là kiểu keo nó dính vào ấy. Về nó là khó bóc luôn. Cái này như kiểu phải cho nước ấm vậy đó. Cho nước ấm thì mới bong hết keo này. Đấy, cái này mình sẽ để đây mình dán nha. Ok chưa? Công nhận là cái nội thất màu cam đen này đẹp anh em ạ. Vào mới đẹp thật sự, đến khi mà làm xong cái ghế không biết là như nào. Nhưng mà mình thấy khá là ok đấy. Cam với da lộn đẹp nhỉ. Ở đây cái gì ấy chú? Cái này là cái lọc hơi nước. Lọc hơi nước à? Để cho cái bình khí nén này. Đây là cái coi như là cái phần nội thất này là cơ bản đó nhỉ? Cái trần dán là xong đó nhỉ? Trần này cái chú đã dán là xong. Thì chỉ còn mỗi chờ ghế rồi chờ tắp ly cửa vô lăng của các anh về là hoàn thiện nhỉ? Đúng rồi. Ôi, đấy. Sai cái kìa. Đâu, nó kẹt. Cái này xịn vậy mà. Cái này mà vậy xịn nó đắt hơn là hai không? Cái bộ nào vỡ ở đâu, ở máy hay là ở trên đường dây? Trên đường dây mà để vỡ được không? Nó rơi chắc có đợt trước có làm rơi phát đây vỡ rơi đứa này queo hẳn cái này gì mà không tháo được ra luôn rồi. Cái lọc không khí để bọn mình chuẩn bị sơn Pagani anh em ạ. Cái lọc này thì không có nước ấy. Chứ hôm trước là không qua lọc chứ nhỉ phải không? Đúng rồi. Không qua lọc cái nước ầm ầm cái này. Đấy. Đấy, đây là hai cái đầu này mình sẽ vặn hai cái len của gì mà. Ôi nhiều quá. Đây là nghịch. Chắc ngày mai mình sẽ thông báo màu cho anh em xem anh em ạ. Chắc ngày mai mình sẽ chốt màu cho anh em xem con Pagani này. Đấy. Thì mình đang chuẩn bị sơn rồi, chuẩn bị súng sơn mọi thứ đây. Là sẽ sơn chiếc Pagani này mọi người nhá. Đấy, chiếc Ferrari thì chú lại đang triển khai như thế. Vấn đề mình khá là bận, còn có nhiều việc khác nữa. Chắc là bây giờ thì trời cũng muộn rồi đấy. Mình cũng xin kết thúc vlog này ở đây mọi người nhá. À, mọi người nhá. Đẹp đấy anh em ạ. Nội thất của Ferrari thì đẹp ấy. Có khi hơn cả Pagani ấy.